Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Thưa quý vị, thưa các bạn, đồng bào Cao Lan có một đời sống tinh thần phong phú và đa dạng. Những câu hát sình ca gắn với truyền thuyết trải qua hàng trăm năm tồn tại cùng với các nghi lễ thực hành tín ngưỡng thì hát sình ca hay các điệu múa cổ đã phản ánh kho tàng tri thức dân gian của tộc người. Giờ vẫn được đồng bào Cao Lan ở tỉnh Tuyên Quang gìn giữ và phát triển. Đó là nhu cầu tự thân trong việc tìm về di sản văn hóa nguồn cội. Những điệu múa cổ tái hiện quá trình lao động sản xuất, sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, văn nghệ, thể thao đã trở thành những lát cắt để nhận ra nếp sinh hoạt riêng có của đồng bào dân tộc Cao Lan. Trong chương trình Sắc màu văn hóa các dân tộc ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức những làn điệu dân ca của đồng bào dân tộc Cao Lan tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Time.
rơi với hẹn hành giọt làm mơ cho trời và hải sao tươi hầm
cọc mới. Mu tìm gì mu tâm, dắt gì mu kịn nhân sân văn. Yeah.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.